Thursday. Xin chào quý vị khán giả của Đẹp 24/7. Quý vị thân mến, ngày 14 tháng 2 đã trở thành ngày mà cả thế giới vinh danh tình yêu đôi lứa. Ngoài những món quà quen thuộc như là thiệp, hoa hồng hay chocolate, thì trang sức cũng là một trong những sự lựa chọn được rất nhiều người ưa chuộng. Không chỉ bởi vẻ đẹp của nó, mà khi chủ nhân đeo món trang sức thì luôn luôn nhớ đến người tặng. Bên cạnh đó thì đây có thể coi là món đồ duy nhất có tính thanh khoản. Và trong số ngày hôm nay, hãy cùng đồng hành với Đẹp 24/7 để tìm ra đâu là bí quyết lựa chọn một món đồ trang sức làm quà tặng trong dịp Valentine này nhé. Thursday. Để lựa chọn được một món trang sức ý nghĩa, phù hợp, người tặng cần thấu hiểu được tính cách và phong cách của đối phương. Món trang sức ấy không chỉ có thiết kế phù hợp mà còn phải tôn vinh nét đẹp của chị em. Các sản phẩm trang sức đến từ công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu có nhẫn, dây chuyền, mặt dây, hoa tai, lắc tay với rất nhiều mẫu mã cho bạn dễ dàng lựa chọn. Đặc biệt, trang sức gắn ngọc quý chất lượng cao được kiểm định bởi các trung tâm kiểm định uy tín trong và ngoài nước, giúp bạn dễ dàng sở hữu được sản phẩm hợp tuổi, mệnh để chủ nhân thêm may mắn và thành công. Các sản phẩm trang sức đến từ Bảo Tín Minh Châu sẽ là lựa chọn quà tặng tuyệt vời dành cho một nửa yêu thương của bạn trong mùa Valentine này. Với những đôi bạn đang tìm hiểu hay đang yêu nhau, muốn tìm kiếm món quà ý nghĩa để thể hiện được tình cảm của mình, thì trang sức là món quà được lựa chọn hàng đầu để làm quà tặng, bởi nó luôn luôn được đeo trên người, làm cho người đeo luôn nhớ tới người tặng. Cũng ví như câu thơ, tặng em vòng đá xanh như vòng tay anh đó, mỗi khi em nhìn nó, thầm nghĩ đó tay anh. Hơn nữa, bạn có biết có đến 99% phụ nữ yêu thích trang sức và cũng từng ấy người đang sở hữu ít nhất một món trang sức, kể cả trang sức đắt tiền và thậm chí là mỹ ký. Như vậy mới biết món đồ này có sức hút mãnh liệt như thế nào đối với phái đẹp. Đôi bạn đang yêu nhau sâu đậm và đã nghĩ tới chuyện tương lai thì dịp Valentine là thời điểm rất thích hợp để cầu hôn với chiếc nhẫn cầu hôn xinh xắn mà cô gái của bạn đang mong đợi. Nhẫn cầu hôn là kỷ vật không thể thiếu của tình yêu đích thực, kim cương lại là báu vật tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Vì thế, từ lâu, nhẫn cầu hôn kim cương đã được các chàng trai sử dụng như một phép màu để cầu hôn người con gái của mình. Với những chiếc nhẫn cầu hôn đính kim cương có kiểu dáng thanh lịch, sang trọng, kim cương tuyển chọn uy tín, nhiều mức giá giúp cho chàng trai dễ dàng lựa chọn được kỷ vật thiêng liêng để tự tin cầu hôn người yêu của mình. Với những cặp vợ chồng trước đây chưa có điều kiện mua nhẫn cưới hay đã mua rồi muốn kỷ niệm những năm tháng đầu ấp tay gối bên nhau hoặc là nâng cấp đôi nhẫn cưới của mình, thì đây quả đúng là dịp thích hợp để dành tặng cho người bạn đời của mình một đôi nhẫn cưới chứng minh cho tình yêu son sắt mà họ xứng đáng có được. Nhẫn cưới mang tên tình son sắt có hai đường thẳng song song trên nhẫn, mang ý nghĩa là hai người, hai trái tim luôn đi song song mãi mãi với nhau trong cuộc đời này. Và đôi nhẫn cũng có những điểm mờ và điểm bóng. Điểm mờ tượng trưng cho thời gian khó khăn, vất vả bên nhau. Còn điểm bóng thể hiện thời gian yêu nhau son trẻ, căng bóng. Điểm bóng có nghĩa là quá khứ, mờ là hiện tại. Đôi nhẫn như hội tụ cả quá khứ và hiện tại, tái hiện cả cuộc đời của mỗi cặp vợ chồng thủy chung son sắt. Hy vọng rằng với những gợi ý trong chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ lựa chọn được một món đồ trang sức phù hợp để dành tặng cho nửa kia của mình. Chúc quý vị sẽ có một mùa Valentine ngọt ngào và ấm áp. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.